Cho bà thúi ăn dưa hấu nè. Ồ, con muốn mà. Ăn từ từ thôi con. Con muốn hồng. Ồ, con hồng. Ôi. Biết rồi. Ăn táo không? Bơ ăn táo không? Ăn táo nha. Ăn táo từ từ, nhai hết đi rồi ăn táo. Từ từ chứ, cái gì mà ăn ba bốn miếng dưa hấu mà còn ổn. Có cơ hậu không? Rồi nhảy ra trên bờ đi, đưa trên bờ đi. Ngốn cái họng. Ôi rồi ôi, ba anh em ăn hết nửa trái dưa hấu luôn. À, hai thánh ăn nè. À, đây là thánh ăn bòm, này thánh ăn trân. Ăn đi anh em, vô anh em. Hết rồi anh em ơi, anh em này ăn dữ vậy anh em. Ngốn họng nãy giờ vẫn còn, ăn nuốt chưa? Anh em này ăn ghê quá, ăn dữ vậy anh em, ăn gì hết cái nồi luôn anh em. Rồi tôi ăn táo nha.